Chị, nãy giờ đi đường nóng lắm luôn á, mà em vô quán chị không pha nước cho em uống hả? Sáng giờ chị mệt quá, chị không pha nổi, nhưng mà chị có đặt nước cho em rồi, sắp tới rồi. Chị đợi anh shipper anh gọi cái chị ra lấy liền. Trời ơi, nên em khát nước lắm luôn rồi đó. Thôi nè, anh tới rồi nè. Chờ xíu. Trời đất ơi. Chị bán nước mà chị đi đặt nước ở ngoài là làm sao? Thấy cũng kỳ quá em hả, nhưng mà chị lười quá. Thật ra chị thấy bây giờ á, mình có tiền là được mà em. Mình có tiền cái mình cứ sẽ mua những cái dịch vụ gì mà mình cảm thấy sướng nhất, mình khỏe nhất. Tiện quá ha, đặt cái là có liền uống vậy đó. Mà em có bao giờ sử dụng những cái dịch vụ tiện ích như vậy không? Hay là em tự làm hết mọi thứ? Có chứ chị, đâu phải ngày nào cũng siêng năng mà có thể pha nước cho mình uống được. Chị với em hợp nhau ở điểm này rồi. Dạ, hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề là chi tiền để có thể tận hưởng cuộc sống. Ok. Và chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Quán Quen Chuyện Chết, được phát sóng vào lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đặc Phim Media thực hiện. Và như thường lệ thì ở mỗi chủ đề chúng ta sẽ gặp duy nhất một khách mời để với Quán Quen Chuyện Chết mà thôi. Và hôm nay là một cô em rất xinh đẹp, một diễn viên tài năng, và xin được giới thiệu Quỳnh Như. Em chào chị. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Quán Quen Chuyện Chết. Hiện tại Quỳnh Như đang là một diễn viên. Bên cạnh đó, cô còn là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, làm người mẫu quảng cáo cho nhiều sản phẩm. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cá tính cùng với một chút lạnh lùng, Quỳnh Như nhận được rất nhiều tình cảm của cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng cô nàng luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi, làm mới bản thân bởi những video hàng nghìn lượt view và style đa phong cách. Mời em một ly cái nào. Bình thường á, ai đến đây chị cũng sẽ pha nước cho mọi người hết. Vậy là em là có được gọi là đặc biệt hay là may mắn không? May mắn. Nhiều khi này ngon hơn chị pha thì sao? Em biết ở đây quán một tuần chị đoán một khách mời mà thôi. Có một khách mời thôi mà hôm nay cũng lười đến mức vậy đó. Trời ơi, khổ ghê. Không, nhưng mà không sao, có nước uống mà trời mát vậy cũng đỡ, nói chuyện cũng vui. Chị thường ở nhà. Em nói là bận quá thì cũng có lúc mình cũng phải sử dụng những cái dịch vụ bên ngoài, đúng không? Mình đặt đồ ăn, đặt nước uống, chứ đâu thể nào mình tự làm hết mọi thứ. Mà những cái dịch vụ mà em sử dụng nhiều nhất là gì? Ngoài cái việc đặt đồ ăn ra, đặt nước uống ra thì em nghĩ là chắc là xe công nghệ. Nhiều khi mình đi làm, mình tới cái địa chỉ đó quay, mình cũng không xác định được, sợ bị kẹt xe nữa. Cho nên là nhờ những cái chú tài xế sẽ rất là nhanh hơn. Còn công việc ở nhà, ví dụ như là bếp núc hay dọn dẹp, vệ sinh hàng tuần, hàng tháng á, em có thuê người không? Em cũng may mắn là được ở chung với gia đình, với mẹ, cho nên là mẹ cũng giúp em một phần nào đó. Nếu mà không ở gia đình thì chắc là thôi. Chứ là cái sự mà siêng năng của mình cũng không được nhiều lắm. Em đặt đồ ăn ở ngoài với lại mua nước uống nè, nó sẽ diễn ra hằng ngày không, hay là cách ngày, tần suất tầm bao nhiêu lần trong một tuần? Khi mà em đi học á, thì cái việc đó chắc là xảy ra liên tục hàng ngày luôn. Còn nếu khi mà em ở nhà thì giống như em đã nói là em có mẹ, cho nên là mọi thứ ở trong nhà vẫn có một cái nề nếp rất là nghiêm túc. Cho nên là cũng đỡ những cái việc đó, và nó cũng sẽ xảy ra giống như là cách tuần vậy đó. Bây giờ cái việc mà các bạn trẻ sử dụng những dịch vụ á, và họ sẵn sàng chi tiền ra, thậm chí là chi, phải nói là nó cũng vượt quá với cái mức thu nhập của mình á, để có thể có một cuộc sống tận hưởng và thoải mái hơn, thì lý do là vì sao? Em nghĩ là tiết kiệm thời gian, và có thể là do một số công việc của mình muốn cho mình có thêm được nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vậy cho nên là các bạn cũng giống như em, giống như là giới trẻ hiện nay rành công nghệ hơn, và những cái ứng dụng đó xuất hiện ở trên mạng xã hội rất là nhiều. Vậy cho nên là thu hút các bạn, và có những cái giá ưu đãi khuyến mãi nữa. Nên là khi mà mình đặt đồ ăn hay là đặt nước uống gì đó thì mình cảm thấy là sao mà nó rất là tiện nghi cho bản thân mình. Hiện nay chúng ta ngày càng bận rộn, đúng không? Và cái việc mà mọi người nói là dành thời gian cho bản thân, yêu thương bản thân hơn là những cụm từ mà chúng ta nghe nhắc đến rất là nhiều, cho nên là tìm mọi cách để tiết kiệm thời gian. Vậy thì theo Quỳnh Như, những đối tượng nào sẽ sử dụng những cái dịch vụ mà mình vừa kể ra nhiều nhất? Thì em thấy là những người trẻ như em, những cái bạn Gen Z, cũng như là những anh chị
nói chung là giới trẻ hiện nay thì các bạn rành công nghệ hơn, vậy cho nên các bạn sẽ tiếp cận đến những cái công nghệ đó không có phụ thuộc, nhưng mà những cái điều đó rất cần thiết cho bản thân mình. Những người trẻ, những người rành công nghệ, những người bận rộn, chị thấy còn một đối tượng cũng hay sử dụng những dịch vụ này nữa, những bà nội trợ. Em nghĩ là những người nội trợ thì ví dụ điển hình là mẹ của em, thì mẹ của em cũng hay đặt những cái đồ ngoài về để nấu nướng, hay là những cái vật dụng trong nhà. Mẹ em nói là bây giờ có cái app này hay vậy ta, chỉ cần đặt thôi là có những cái này giao đến, cũng rất là đẹp, mình không cần phải lựa gì hết, có những cái mẫu mã cũng rất là xinh. Cho nên là mẹ cũng tận dụng những cái đó để những cái việc nhà thuận tiện hơn. Đôi khi chúng ta nghĩ là những người trẻ rành công nghệ mới sử dụng, nhưng không nha. Bình thường em thấy ở nhà mà xem TV, home shopping đi, là mẹ chị hay xem xong đặt. Tại vì bây giờ mọi người cũng có xu hướng là lười đi chợ, cái gì thuận tiện thì người ta sẽ làm, và các cô chú lớn tuổi bây giờ cũng bắt kịp xu hướng công nghệ đó chứ. Bây giờ mọi thứ là giống như là qua app, đi chợ cũng trên app luôn, cho nên là rất là thuận tiện luôn. Đúng rồi. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là để cuộc sống trở nên thoải mái, thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn thì nhiều người đã không ngại chi tiền để có thể mang đến những cái dịch vụ giúp ích cho bản thân của mình, và từ đó họ có thể đạt được những cái mong muốn là dành được thời gian cho bản thân và cảm thấy thoải mái, không bị áp lực bởi công việc và cả việc nhà nữa. Hôm nay là chị mời em uống nước, không lấy tiền nước em. Nhưng giữa cái nhưng rồi đó, có thử thách dành cho mình. Như chúng ta là những người sử dụng những dịch vụ rất là nhiều và chi tiền cho những cái tiện ích, đúng không? Nhưng mà với những cái dịch vụ, những cái tiện ích mà chúng ta hay chi tiền ra để mình nhẹ nhàng, thoải mái và được lười biếng hơn á, thì đôi khi mình thấy nó chỉ rẻ rít thôi. Một lần có thể vài chục nghìn, vài trăm nghìn, nhưng mà gom lại trong một thời gian dài thì có thể nó sẽ là một số tiền lớn. Mà mình phải biết chi tiêu, đúng không? Để có thể vừa tiết kiệm nè, vừa chi tiêu hợp lý. Nên là ngay bây giờ sẽ là một thử thách dành cho mình liên quan đến tính toán. Mình như có phải là một người giỏi tính toán và dè sẻn chi tiêu không? Không, không tính toán giỏi. Có hay tính tiền đi chợ, đi siêu thị không? Dạ có, nhưng mà em hay chi lố lắm. Vậy hay chi lố. Hay là thôi bỏ cuộc ha. Thôi, chơi mới vui được chi. Tuổi trẻ giờ là phải dám chơi chứ. Và luật chơi của chúng ta như sau: MC và khách mời chỉ được dùng máy tính trong điện thoại để tính toán chi phí sử dụng cho các dịch vụ tiện ích trong một năm. Ai tìm được đáp án thì bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, quyền trả lời sẽ dành cho người còn lại. MC và khách mời có thể bấm chuông liên tục cho đến khi tìm được người chiến thắng. Giả định mỗi tháng đều có 4 tuần. 3, 2, 1, bắt đầu. Triệu 512 ngàn. Yeah, em tính là chưa? Em mới tính cái thứ hai. Thì nó tính được một năm luôn rồi nè. Em thua. Chị hiểu vì sao em đi chợ mà luôn xài tiền lố rồi. Em tính chậm, em lười, không thèm tính, em mua đại luôn. Không có, tại vì em có mẹ ở nhà chăm sóc cho em, nên là những cái việc này cũng rất là lười tính. Ví dụ như tiền trà sữa thì cũng có thể mình tính được, còn những tiền thuê nhà giúp việc hay là tiền gội đầu thư giãn gì đó thì mình không có sử dụng, nên là mình cũng rất là lúng túng. Và tất nhiên sẽ có phần quà dành cho người thắng cuộc. Tự nhiên mình tự tặng quà cho mình á. Ôi, đây là món quà chị dành tặng cho em, bởi vì chị nghĩ em sẽ chiến thắng. Nhưng ai mà có về đâu, thôi giờ thương em là mua nước cho em và tặng quà cho em luôn. Trời ơi, đã quá vậy. Mở đi, mở ra thử đi. Bình nước. Em biết lý do tại sao chị tặng mình nước cho em không? Em nghĩ là nó cũng tiện ích rất là nhiều cho từng ngày. Ví dụ như mỗi khi em đi ra ngoài thì em sẽ có cái bình nước tiện lợi này, trong nước ở nhà, rồi chỉ cần bỏ đá vô là có nước uống rồi. Giống như là em đi tập thể thao hay là đi tập kịch ở trên trường thì cũng sẽ có những cái bổ trợ cho mình. Đó, nhờ mẹ pha nước ở nhà đỡ phải đặt nước, đỡ tốn tiền, chị giúp em tiết kiệm đó. Nhưng mà nhiều khi nước ở ngoài nó cũng ngon lắm. Chị cũng thấy vậy.
Quỳnh Như nghĩ là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái tiện ích đó, đó là lãng phí hay là nên làm để giúp cuộc sống thuận tiện hơn? Em nghĩ là nó cũng không có lãng phí gì cho bản thân cũng như là mọi người. Bởi vì tùy vào trường hợp mà mình đặt ra. Ví dụ như là có những ngày mình cảm thấy mệt mỏi hay là công việc của mình quá nhiều, khi về đến nhà thì mình cảm thấy là không còn muốn làm gì nữa hết trơn á. Và những cái ứng dụng đó sẽ giúp cho mình cảm thấy là được thư giãn hơn, cho mình đồ ăn nhanh cũng được nữa. Và mình có thể là lên trên đó mình lướt những cái mà mình cho là nó tiện ích cho mình, thì em nghĩ nó không phải là lãng phí. Sử dụng vào những cái không đúng thì nó mới rất là lãng phí cho bản thân. Nếu như nó không phải lãng phí thì mình có thể gọi đây là một cách xài tiền thông minh không? Không phải là thông minh mà là mọi thứ xung quanh giúp cho mình cần đến nó và mình phải nhờ đến ứng dụng để hỗ trợ cho bản thân mình, sự cần thiết đối với bản thân. Những cái dịch vụ nào sẽ giúp cho cuộc sống thuận lợi hơn, em kể một vài dịch vụ xem. Thì sau những giờ tập luyện cũng đã đến khuya rồi, vậy cho nên là các bạn cũng rất là mệt mỏi rồi, mà nếu mà muốn ăn uống cùng nhau á, thì không có thời gian để đi mua đồ cũng như là mua nước uống, vậy cho nên các bạn cũng đã lên ứng dụng để tìm kiếm những thức ăn nhanh để mình có thể ăn một cách nhanh nhẹn và về nghỉ ngơi. Có thêm một cái nữa là khi mình đi đường á, thì nếu như mình không biết những cái tuyến đường đi diễn hay là đi đến nhà người này người kia, thì mình cần đến những cái chú tài xế, họ sẽ giúp mình nhanh hơn, đỡ cho mình phải cái thời gian mà mình đi mò đường. Đúng, đặc biệt với những người bị mù đường, xem bản đồ nhưng không biết luôn. Đúng, không biết. Đôi khi chúng ta tiết kiệm chi phí, chúng ta tự lái xe đi, mình nghĩ là nó tiết kiệm được tiền xăng, tiền đi lại, nhưng bạn đi trễ và ảnh hưởng công việc, bạn mất show đi. Vừa đi mà vừa có cái bản đồ nữa là thôi hết thời gian luôn. Đúng rồi, thà mình chia ra một cái số tiền mà mình đến nơi là tóc tai vẫn còn tương tức nè, vẫn thoải mái để làm việc, thì mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhiều khi cái thời gian mà mình ngồi ở trên cái xe đó, mình có thể làm rất là nhiều việc. Nhưng mà cái gì thì chắc chắn cũng sẽ có mặt lợi và mặt hại. Thì em nghĩ là việc chúng ta sử dụng quá nhiều những cái tiện ích, những cái dịch vụ đem lại lợi ích gì và những cái tác hại ra sao? Lợi là sẽ giúp cho mình tiết kiệm thời gian hơn và đỡ cho mình cái sự mệt mỏi, giúp cho mình là đẩy nhanh cái tiến độ mà mình làm việc nhiều hơn. Còn hại thì chi phí cũng có nhiều cái nó rất là cao, và nếu mà mình không biết tính toán thì sẽ làm cho mình bị thiệt hại rất là nhiều và làm cho mình bị lười biếng hơn nữa. Và cái việc mà mình quá phụ thuộc vào những dịch vụ á, mình muốn thả ra không biết làm, không biết gì hết trơn. Em có thấy rằng là bản thân của em là một người quá phụ thuộc vào những cái tiện ích, những cái dịch vụ công nghệ hay không? Và nếu một ngày mà không có những dịch vụ đó thì em nghĩ là em có thể sống được bình thường không, hay là phải chật vật làm quen lại từ đầu? Chắc cũng có nhiều cái là mình cũng phải đau đầu đó. Tại vì đi ra ngoài đường, em là một người không biết nhiều về đường xá, cho nên là cần đến cái ứng dụng rất là nhiều. Mà nếu thiếu thì chắc bất lực lắm đó chị. Cảm thấy rất là bất lực. Về cái việc dọn dẹp nhà cửa hay là hoàn thiện bản thân thì mình không lo. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài, tính chất công việc của mình cũng nhiều nữa, thì khi mà mình phải về nhà, mình phải tự làm tất cả, nấu ăn, làm nước uống hay làm dọn dẹp đi, thì có những lúc mình lười thì mình không cần đến nó thì mình cũng cảm thấy là thiếu rất rất nhiều. Có nhiều ý kiến khác nhau, bất đồng quan điểm về việc là sử dụng những tiện ích, những dịch vụ này quá nhiều. Có những người cho rằng đó là lãng phí, nhưng lại có một số người họ cho rằng đó là cách xài tiền thông minh, bởi vì họ kiếm ra số tiền nhiều và nó đủ lớn để họ có thể sử dụng những dịch vụ đó một cách thoải mái, tiết kiệm thời gian nè, tiết kiệm về sức lao động để họ có thể tạo ra được nhiều của cải, tạo ra nhiều tiền hơn. Và đối với họ, mức đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Trời ơi, chị thấy em nghèo quá nên là giờ chị cho em tiền nữa, đúng không? Không, em sẽ không nhận được tiền đâu. Nhưng em buộc phải trải qua thử thách với những đồng tiền xu. Đúng quá hả? Liên quan lắm, hồi nãy mình nói về việc chi tiêu đúng không? Thì bây giờ là kiếm tiền mà sức lao động bỏ ra rất ít luôn. Bằng cách tham gia thử thách sau đây và luật chơi như sau. Trên bàn có một sợi ruy băng được xếp xu lên theo hình zig zag. Người chơi sẽ dùng một tay kéo ruy băng ra khỏi mặt bàn, tay còn lại hứng xu rớt xuống. Ai hứng được nhiều xu hơn là người chiến thắng. Lưu ý chỉ những xu được hứng trên tay mới được tính. Bây giờ chị sẽ chơi trước. Kéo nha, em nhìn em làm theo nha. Miễn sao nó rớt lên tay nha, rớt lên bàn hay rớt dưới đất là không có được tính.
lắm cô chị rồi chị. Ủa, cứu tôi. Nhiều không em? Quá trời rồi. Trời ơi, bây giờ chị sẽ xếp lại cho bé nè. Áp lực nhân 2. 3, 2, 1 bắt đầu. Cố lên. Nó được 2 cái rồi kìa. Trời. Thôi cố gắng đến giây phút cuối cùng đi em ơi. Ừ, hồi nãy hốt thì hốt được nhiều lắm. Ủa, cũng nhiều đó, trời. Ở trên đẩy nó nhiều quá kìa. Không, hồi nãy chị cũng nhiều rồi đó. Trời ơi, cái chân là 1-2 cái thôi đó. 12 14 16 18 20. Ôi, còn nhiều quá vậy. 22 26. Trời ơi, cô chị bắt cái 30. Trời ơi, thấy chưa, chị biết mà chị chênh là 1-2 cái thôi. Nhiều quá. Em biết hình phạt đó là gì không? Đó là phải vẽ 3 nốt rùa lên mặt và để lên cuối chương trình. Ôi, gương mặt xinh đẹp này sẽ xuất hiện ngay 3 nốt rùa đây. Trời đất ơi. Và xin mời. Vẫn xinh em ơi, vẫn xinh lắm. Thôi lỗi chứ. Cho là cái này là cái nốt rùa đi. Bữa nay là chị đặt nước cho em là chị vậy phải không? Chị không có ngờ là chị thắng đâu. Ai ngờ em thua. Hồi nãy là chị thắng trò kia rồi, chị không nhường em vậy. Xin được giới thiệu, Quỳnh Như có một phiên bản hoàn toàn mới. 3 nước rồi. Đang muốn trò chuyện nghiêm túc nhưng mà nhìn cái gương mặt xinh đẹp mà không có cười rồi cái hết nghiêm túc được. Em chưa có tưởng tượng ra luôn á. Hãy giữ cái gương mặt này để chúng ta trò chuyện đến phần tiếp theo, đó là có nên tự làm mọi thứ hay thuê. Em nghĩ rằng là em là một người thích tự làm hết mọi thứ hay là sẽ thích có người khác làm giùm mình? Em nghĩ là sẽ nhờ người giúp, tại vì có những chuyện mà mình cũng không thể nào mà mình có thể ôm hết nổi trong một ngày. Ngày làm việc của mình cũng khá là bận rộn, khi về nhà thì mình cũng đã rất là mệt mỏi rồi, nên có những cái công việc mà mình cần giúp đỡ rất là nhiều. Nếu như mà em ở riêng là cái việc mà dọn dẹp nhà cửa là chắc chắn là em cũng phải nhờ người giúp rồi đó, không thể nào mà tự mình làm được. Mình cũng rất là mệt mỏi rồi trong cái khoảng thời gian chiều về rồi. Nhi thấy là sẽ có hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau ha. Một kiểu người là họ rất thích tự làm mọi thứ, họ yêu những công việc nhà, yêu cách sắp xếp rồi tự tay mình làm hết. Và bởi vì họ cầu toàn á, họ không muốn ai đụng vô đồ của mình hết và không có yên tâm để giao việc nào cho ai hết. Nhưng cũng có những người là lúc nào cũng rất là thoải mái và hoàn toàn tin tưởng vào người khác. Không sao, chị cứ làm phụ em đi. Và nếu có cơ hội họ sẵn sàng nhờ người khác giúp và san sẻ công việc. Chắc là em thuộc tiếp người thứ hai hả? Em hơi xem giữa cái một và cái hai. Thì có những cái mà ở trong nhà thì đồ đạc của mình là do mình làm, mình sắp xếp hết. Giống như là những cái bàn trang điểm của em hay là những cái tủ quần áo đi thì do mình là người sắp xếp. Còn ví dụ như nhà bừa bộn hay là bếp núc đồ thì chắc chắn là mình phải nhờ đến người khác rồi. Với những người mà họ cầu toàn và họ thích ôm đồm hết mọi thứ, không có thích san sẻ cho ai và cũng không có yên tâm để giao việc cho ai, thì em nghĩ họ có thể gặp phải những cái vấn đề gì rắc rối gì trong cuộc sống. Sẽ bị hạn chế cái thời gian họ nghỉ ngơi nhiều hơn.
có thể là người ta sẽ rất là thích chăm sóc những cái gì của bản thân mình, nhưng mà ngược lại là sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian để chơi cùng mọi người, hay là có những cái thời gian dành riêng cho bản thân mình, lúc nào cũng phải vào bếp làm lụng hay là làm những cái gì mà mình cảm thấy là chưa có được mắc. Nhưng mà với những cái sự giúp ích của công nghệ nè, những cái dịch vụ giúp cuộc sống của mình tiện nghi, nhanh chóng, hiện đại, thoải mái hơn, thì em có nghĩ rằng dần dà nó sẽ khiến cho bản thân mình trở nên lười biếng, và tự nhiên mình mất hết những cái kỹ năng vốn có, chẳng hạn như là mình có thể tự nấu ăn hay là tự giặt giũ, tự nhiên sau này tự nhiên quên hết, tới nấu ăn không ngon, đùng một ngày không ai giúp mình làm chuyện đó, mình không biết sao để mình ăn luôn. Bây giờ ngày càng phát triển, cái công nghệ sẽ giúp ích được cho mình ở cái lợi rất là nhiều, chứ không phải là giúp cho những người lười biếng không còn biết nấu ăn, không còn biết giặt đồ, mà đây là những cái mà giúp cho mình sức khỏe nhiều hơn, tiện cho cái thời gian mà mình đi ra ngoài cũng như là làm những cái công việc phụ thuộc vào bản thân mình. Nó không có phải là lạm dụng mà giúp cho mình rất là nhiều thứ bao quanh cuộc sống. Con người của mình cũng có thể thích nghi được, là khi mà mình có thì mình làm, và tùy vào sức khỏe của mỗi người nữa, họ cũng có thể tự mình làm những cái việc ở nhà, và cũng có thể nấu ăn, làm những điều mà họ thích. Còn khi mà có những cái ứng dụng rồi thì họ sẽ tiện hơn cho bản thân và tiết kiệm thời gian hơn. Bây giờ mình tưởng tượng đến một cái tương lai khi mà em có gia đình chẳng hạn đi ha, thì lúc đó em muốn tự tay mình chăm sóc hết mọi thứ trong nhà, chăm sóc cho chồng con, hay là em sẽ sử dụng những công nghệ, những cái tiện ích, và em nghĩ rằng những cái việc nào mình nên tự làm và những việc nào mình nên thuê người làm hộ? Em cũng chưa có suy nghĩ là tương lai như thế nào, nhưng mà em nghĩ cái việc mà nên làm là cái việc dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn cho người thân. Còn những việc mà cần người làm giúp, ví dụ như là giao đồ đến một cái nơi nào đó, hoặc là cần thiết thì mình sẽ đi chợ trên app để tiết kiệm thời gian ở nhà, làm việc nhà nhiều hơn. Và đi đến những cái nơi mà mình không biết thì mình có thể dùng xe công nghệ. Mỗi người thì sẽ có những cái lựa chọn khác nhau đúng không? Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ cái cốt yếu quan trọng mà chúng ta nên tự làm là những thứ liên quan đến gia đình. Xây dựng nên một cái tổ ấm và nó tạo nên một cái sự ấm áp. Những cái bữa cơm thân mật nè, mình nên tự tay nấu hơn là lúc nào cũng ăn hàng quán đúng không? Rồi việc trang trí nhà cửa, Giáng sinh đến hay là Tết đến, thì chẳng lẽ gì mình phải thuê một cái đội đến để thiết kế mọi thứ sao đúng không? Thì mình cùng với những thành viên trong gia đình, mình trang hoàng mọi thứ thì nó cũng tạo nên cái sự gắn kết. Đó là những điều nên làm. Như vậy chúng ta thấy rằng là ai cũng sẽ có những sự lựa chọn riêng, và Ngọc Nhi tin rằng là dù bạn thích sử dụng công nghệ, dịch vụ và những tiện ích, hay là bạn muốn tự tay làm mọi thứ, thì miễn bạn cảm thấy vui, hạnh phúc và sao cho hợp lý là được. Và xin được cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của Quỳnh Như. Trước khi chào tạm biệt thì mình nói thêm về dự định tương lai cho quý vị khán giả được biết đi ạ. Em vẫn đang là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Em cũng rất là mong khán giả sẽ luôn ủng hộ cho mình những cái sản phẩm ca hát tiếp theo. Hy vọng lần sau mời Quỳnh Như đến quán này thì Ngọc Nhi sẽ pha nước chứ không phải mua nữa, và chúng ta sẽ chào đón là một diễn viên ca sĩ Quỳnh Như. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, và cho phép Ngọc Nhi xin được nhắc lại khung giờ phát sóng của Quán Quen Chuyện Chấp, đó là 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đặc Phim Media thực hiện. Còn bây giờ thì Ngọc Nhi và Quỳnh Như xin được gửi lời chào và chúc cho quý vị có một buổi trưa thật vui vẻ nha. Bye bye.